Mày đâu xin dụng xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty sẽ review về em bài kìm Geoditsu 2046R. Hãy theo dõi nếu anh em đang tìm kiếm thông tin về thiết bị đo điện này nhé. Geoditsu 2046R, hàng chính hãng được đựng trong túi da mềm, có khóa kéo và có quay cầm tiện dụng. Mở khóa bao ra sẽ có. Một em bài kìm. Một cặp dây đo. Một đôi pin 3A. Hướng dẫn sử dụng. Thân máy AMP kìm làm từ nhựa cao cấp, chống bụi bẩn, chống va đập và rơi vỡ. Các nút chức năng được bố trí khoa học. Thân máy tích hợp núm điều chỉnh tiện lợi, sử dụng dễ dàng. Đường kính hàm kẹp là 33mm, thiết kế thon dài, dễ dàng mở rộng, giúp thợ điện, kỹ sư kẹp tốt tại các vị trí chật hẹp. Cặp dây đo đi kèm AMP khá mềm, dẻo dai và cách điện tốt. Dây đo sẽ được cắm tại đây. Máy sở hữu màn hình LCD rộng rãi, thân thiện với mắt nhìn nhờ thiết kế hiển thị kết quả to, rõ ràng, dễ đọc. Geoditsu 2046R có khả năng đo dòng điện, đo điện áp xoay chiều, đo điện áp một chiều, đo điện trở thông mạch tần số tụ điện, đo nhiệt độ. Điểm nổi bật của thiết bị này là sử dụng phương pháp đo TrueIMS cho kết quả đo chính xác hơn. NCV giúp phát hiện điện áp không tiếp xúc mà không cần dùng đến bút thử điện. Các nút chức năng trên máy sẽ gồm có Select, chuyển đổi chức năng ở các vị trí thang đo có nhiều chức năng. Pick, cho phép đo giá trị đỉnh của dòng khởi động. Hold, giữ giá trị đo. Radio, chức năng điều chỉnh không. HZ Dirty, đo tần số chu kỳ làm việc. Mark Min, cho phép giữ giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong khi đo. AMP kìm Geoditsu 2046R tự động tắt nguồn khi không sử dụng để tiết kiệm điện. Máy đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế nên được rất nhiều kỹ thuật thợ điện lựa chọn sử dụng. Hiện sản phẩm đang bán sẵn tại máy đo chuyên dụng và được bán với giá tham khảo là 3.894.000 đồng, cam kết hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Nhanh tay sở hữu sản phẩm bằng cách truy cập vào website maydochuyenduong.com hoặc gọi tới hotline 0904 810 817. Comment dưới video nếu có thắc mắc về sản phẩm. Đừng quên ủng hộ công ty bằng cách like video và đăng ký kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video sau.